xách vai cùng các cường quốc, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đột phá chế tạo UAV tấn công. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay có rất ít quốc gia chế tạo được UAV tấn công và công nghệ luôn được giữ bí mật, nhưng thật bất ngờ vì công nghiệp quốc phòng Việt Nam lại có thể tự phát triển được loại vũ khí tối tân này. Việt Nam tự tin làm chủ công nghệ chế tạo UAV tối tân. Kể từ đầu thế kỷ 21, máy bay không người lái uav đang trở thành thứ vũ khí không thể thiếu trong mọi cuộc xung đột chúng có thể đảm nhận nhiều vai trò và nhiệm vụ khác nhau trên chiến trường cũng không hề nói quá khi cho rằng uav có thể sẽ sớm trở thành vũ khí khiến con người thay đổi bằng cách bắt đầu một cuộc chiến giống như xe tăng hay chiến đấu cơ đã từng làm ở thời điểm hiện tại, UAV không còn thứ vũ khí độc quyền của các cường quốc phương Tây như cách đây 10 năm về trước, khi quân đội Mỹ sử dụng UAV vũ trang tung hoành ở Trung Đông. Cuộc đua công nghệ chế tạo UAV giờ đây không còn chỉ giữa các cường quốc mà cả các quốc gia có tiềm lực quân sự ở mức vừa và khá, trong đó có cả Việt Nam cũng bắt đầu tham gia tích cực. Những năm qua, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã có nhiều thành công trong việc phát triển công nghệ chế tạo máy bay không người lái UAV phục vụ cho mục đích dân sự lẫn quân sự. Các mẫu UAV do công nghiệp quốc phòng Việt Nam chế tạo không chỉ là nghiên cứu mà chúng có tính ứng dụng cao trong thực tế. Ví dụ rõ nét nhất mà mới đấy bộ tư lệnh bộ đội biên phòng đã tiếp nhận và đưa vào trang bị số lượng đáng kể các uav trinh sát do công nghiệp quốc phòng việt nam tự chế tạo phục vụ công tác quản lý bảo vệ biên giới phát hiện mục tiêu phòng chống các loại tội phạm chưa dừng lại ở thành công đó hiện nay chúng ta đang từng bước nghiên cứu và chế tạo các mẫu uav mới trong đó trọng tâm là uav tấn công có tầm tác chiến xa đa năng và đủ khả năng mang theo các loại vũ khí tấn công chính xác mục tiêu trên xuất phát từ vai trò của các mẫu uav vũ trang ngày càng trở nên quan trọng trong môi trường chiến tranh hiện đại điều này có thể thấy rõ qua những điểm nóng xung đột hiện nay trên thế giới như ở iraq syria libya hay mới đây nhất là xung đột biên giới giữa armenia và azerbaijan ở nagorno karabakh trong cuộc chiến này uav được sử dụng rộng rãi với nhiều cấp độ khác nhau và thứ vũ khí này có thể làm thay đổi cục diện chiến trường Nhớ lại thời điểm tháng 3 năm 2020, khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch Lá chắn màu xuân nhằm ngăn cản quân đội Syria SAA mở rộng vùng giải phóng ở Idlib, cả thế giới đều kinh ngạc trước cách Ankara sử dụng chiến thuật bầy UAV để vô hiệu hóa các mũi tấn công và làm SAA thiệt hại nặng. Vài năm trước, Ida biết đến việc Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu công nghệ chế tạo các mẫu UAV có khả năng tấn công như TAI-ANKA hay Bayraktar TB2 Thế nhưng giờ đây, UAV thổ Nhĩ Kỳ lại trở thành một hiện tượng tạo nên xu hướng để quân đội các nước học tập trong việc phát triển lực lượng máy bay không người lái cũng như cách sử dụng chúng trong môi trường chiến tranh hiện đại. Tuy nhiên, trên thế giới hiện tại không phải quốc gia nào cũng tự chế tạo được máy bay không người lái. Số nước nắm giữ công nghệ phát triển UAV vũ trang càng ít. Thế nhưng, Việt Nam lại có thể làm được điều này bằng chính các công nghệ và nguồn lực có sẵn trong nước. UAV vũ trang made in Việt Nam Thực vậy, mới đây trong phóng sự, hoàn thành công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng Bộ Quân đội lần thứ 11 được báo Quân đội Nhân dân đăng sáng 25 tháng 9 năm 2020. Chúng ta có thể thấy, những thành tựu tiêu biểu của công nghiệp quốc phòng Việt Nam đều được giới thiệu, gồm cả những mẫu UAV made in Việt Nam. Bên cạnh các mẫu UAV đã được công chúng biết tới, thì năm nay, công nghiệp quốc phòng Việt Nam lần đầu tiên mang đến giới thiệu tại đại hội một mẫu UAV chưa từng xuất hiện trước đó dựa trên một số ít hình ảnh từ phóng sự của báo quân đội nhân dân có thể thấy đây là một mẫu uav có kích thước khá lớn sử dụng động cơ cánh quạt cánh đuôi đôi với hệ thống càng đáp cố định hình dáng của máy bay có thể dễ dàng nhận thấy nó được chế tạo bằng vật liệu tổng hợp composite bên cạnh đó phương tiện bay này nhiều khả năng cũng sẽ được tích hợp hệ thống radar khi phần đầu uav có thiết kế lồi lên để tạo thêm không gian cho các thiết bị điện tử đây là thiết kế đặc trưng của nhiều mẫu UAV tấn công trên thế giới, ví dụ như MQ-9 Reaper của Mỹ. Hai cánh của UAV cũng được trang bị ít nhất hai giá treo, có thể được sử dụng để treo vũ khí hoặc thiết bị trinh sát. Với những đặc điểm như trên thì rất có thể đây là một mẫu UAV tấn công đang được công nghiệp quốc phòng Việt Nam phát triển, đánh dấu một thành tựu mới. Bởi việc loại vũ khí này đòi hỏi công nghệ khác hoàn toàn so với các mẫu UAV trinh sát cỡ nhỏ đây là bước tiến lớn bởi không phải quốc gia nào cũng chế tạo được uav vũ trang và mọi công nghệ về loại vũ khí này đều được xem là tuyệt mật việc phân tích hệ thống radar dẫn bắn hoặc chỉ thị mục tiêu cho uav cũng khác biệt so với các mẫu máy bay quân sự thông thường đó còn là chưa kể tới việc chúng cần tới các loại vũ khí tấn công đòi hỏi độ chính xác cao với thành công trên chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào việc công nghiệp quốc phòng việt nam sẽ sớm cho ra đời và đưa vào trang bị cho quân đội ta các mẫu uav tấn công made in việt nam trong những năm tới